Mình chào quý bạn và các vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dina Hồ La Di. Gia đình chồng của Dina đã có mặt ở La Di rồi nè. Hôm nay thì Dina và mọi người được ông chủ ở cái khu nghỉ dưỡng này mời mọi người đến ăn tiệc đầu năm. Mọi người tranh thủ lúc mà tiệc chưa bắt đầu thì sẽ chụp một tấm hình gia đình làm kỷ niệm. Chụp xong là phải đi xem hình liền, nếu có xấu mình còn có thể chụp lại liền đúng không quý vị? Và bây giờ là ba Linh và mẹ Duyên sẽ chụp hình chung với lại ba mẹ của con dâu và ba mẹ của con rể. Ủa vậy à? Xin được gửi đến sự hiện diện của tất cả quý vị lời cảm ơn vô cùng chân thành vì tất cả quý vị đã cùng dành chút thời gian quý báu và có mặt ngay tại nơi đây. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Mến chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ có một đêm thật là ngon miệng. 1, 2, 3. Vâng, và xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Xây khuyết cùng dưới trên phố bao người xa lạ, phúc chấp thần quê sơn xa niềm vui ta. Thưa quý vị, nãy giờ chúng ta đã cùng đến với những giọng ca rất là ngọt ngào, những ca khúc rất là ngọt ngào. Và lại sau đây cho phép Linh Duyên xin được thay đổi không khí của chúng ta một chút xíu. Dạ vâng, và xin được mời tiếng hát của anh Nam cùng với ca khúc Rồi Tới Luôn. Dạ, xin được mời tiếng hát của anh Nam, chúng ta sẽ cùng tiến về sân khấu ạ. Dạ, và ca khúc này hy vọng là các vũ công của chúng ta sẽ cùng nhiệt tình tiến về sân khấu ạ. Đây rồi. Dạ.
The next day. Sáng nay thì mọi người đã xuống nhà của Diana để dùng bữa sáng chung với ông bà ngoại của Diana nè. Ăn xong thì mọi người có kế hoạch là đi qua tham quan biển Đồ Dương. Có dâu là hình gì? Có hình nhân là hình gì? Có. Ba muốn kiểu gì con cho ba kiểu đó. Bây giờ thì vẫn còn rất sớm nên mọi người quyết định là sẽ rủ nhau đi uống cà phê. Nam thì được Mỹ Duyên chở đi bằng xe Honda, còn Diana thì ngồi xe hơi. Nếu chú cô đi lạc đường thì Diana còn có thể chỉ đường cho chú. Giờ phải kêu mấy ổng Photoshop hết mấy tấm hình. Mỗi lần mà nhắc tới hai cái anh chụp hình cưới cho Nam là Nam siêu quạo, bởi vì lúc đầu cà vạt của Nam rất thẳng nhưng mà tự nhiên hai anh chỉnh xong méo luôn. Chăm thôi, cô bắt đầu là nó phát triển á. Bây giờ thì mọi người đi về nghỉ một xíu rồi sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà hàng. Gia đình chồng của Diana đang ở khách sạn kế bên trường. Ngày xưa Diana học cấp 2 này, hình như họ đang sửa lại trường mới hay sao đó, không biết nữa. Hôm bữa đám cưới của Diana và anh Nam ở miền Tây, các bác lớn tuổi bên phía Diana không có ra Vĩnh Long được nên hôm nay có một bữa trưa để giới thiệu nhà trai đối với những bác lớn tuổi bên phía Diana. Ăn xong thì dĩ nhiên là tới giờ nghỉ trưa của mọi người và hẹn gặp lại mọi người chiều nay ở một bãi biển nữa. Thay vì ăn trưa xong về ngủ như mọi người thì Diana nhờ cô Tâm chở Diana ra chợ mua một ly mủ chôm uống cho mát. Mà sợ mát quá nên Diana đã ăn thêm một ít bánh cua. Và 1-2 tiếng đồng hồ sau đó Diana và cô Tâm cùng đi xuống chợ chiều mua một ít bánh bèo ngọt và bánh bèo mặn đem ra biển ăn cho nó mặn mà nè. Ở đây á, người bán thì nhiều mà thấy người mua ít xíu xíu à, không thấy ai đi hết hay là do mình đi trễ quá vậy ta? Yeah.
tụi con thích ăn cái gì, ăn cái gì nướng nướng không? Tụi con có mua đồ ăn rồi, bây giờ ngồi ăn mì chơi thôi. Bánh bèo, bánh bột lọc. Nếu vừa giờ đi bán chứ. Một hồi lên không thấy cái gì đó. Một hồi lên không thấy cái gì đâu. Cái này không thấy được. Ủa rớt gì vậy? Cái nhỏ. Ủa? Trời ơi, ghê không? Ơi ghê vậy? Chị đã đổ đồ đồ đó, chị nằm rồi. Đồ gì? Ok, ngồi đây nha, chờ đây là bị khúc nha. Chị bên kẹp bé ơi, 5.000 ký à. The next morning. Gia đình chồng của Diana ra là đi chơi chỉ được 2 ngày thôi, nên sáng nay sau khi ăn sáng là Diana phải chia tay với mọi người rồi. Diana sẽ tiếp tục ở lại Lazy, còn anh Nam thì sẽ theo ba mẹ chồng Diana đi ra Vũng Tàu thăm nhà má 10.